Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với một chủ đề mới mà mình nghĩ sẽ nhiều bạn quan tâm. Đó chính là chủ đề góc fangirl. Và như nhiều bạn cũng biết mà đã xem YouTube trước của mình ý, mấy vlog trước của mình thì thấy là mình là một fan hâm mộ cực kỳ kiểu điên ý của God Seven. Nên là hôm nay mà God Seven ra đĩa comeback mới này, nên là mình đã vừa học xong và chạy ngay ra hàng đĩa để tậu ngay một em đĩa về. Ta ta. Em đĩa lần này của God Seven nhìn bề ngoài thực sự đẹp luôn. Màu xanh này, là hôm nay mặc áo màu xanh để cho hợp kiểu hợp với màu đĩa ấy. Bìa đĩa khá là đơn giản nhá, có một cọng lông các thứ này, xong có tên này. Và đây là set quà tặng kèm khi mà mua pre-order. Thì hôm nay mình có chạy ra cái hàng đĩa gần nhà mình là Hot Check, thì nó cũng có tặng kèm cả cái này nữa và poster nữa. Thì bây giờ mình sẽ unbox luôn em đĩa này cho mọi người cùng xem nhá. Ta-da! Mọi người cũng thấy thì ở trong vực clip unbox vừa rồi thì album lần này mình bóc được vơ của Yongche này. Nên là tất cả ảnh trong album đều là ảnh của Yongche luôn ấy.
Thì đợt này album của GOT7 có 8 vơ là 7 vơ thành viên và một bơ group. Thì album lần này của mình là Chê này, yêu ơi Chê vị xinh luôn ý. Thì vlog của mình nó chỉ ngắn thế này thôi vì là một clip chủ yếu là unbox mà. Nên là về sau mình sẽ có những cái clip vlog về đi đu GOT7 này hoặc đi đu bất cứ một nhóm nhạc nào mà mình có thể khả năng để đi, để mình sẽ vlog lại và giới thiệu cho mọi người nhá. Bye bye.